Tử vi về ngày 22 tháng 12 âm lịch, ngày Nhâm Ngọ. Xin chào quý khán giả của chương trình Tử vi 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Lộc Tài, trực thuộc Công ty Kiến Trúc Phong Thủy Lộc Tài. Quý anh chị thân mến, ngày hôm nay kênh Phong Thủy Lộc Tài sẽ chia sẻ về vận trình của 12 con giáp trong ngày 22 tháng 12 năm 2020 âm lịch, với mong muốn anh chị có thể nắm được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc đạt được kết quả như mong đợi, tránh được thị phi, rủi ro. Vậy thì trong ngày hôm nay, con giáp nào sẽ gặp may mắn về tài lộc, làm ăn phát đạt? Con giáp nào đen đủi, xui xẻo đủ đường? Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh? Mời anh chị hãy cùng theo dõi nội dung chương trình ngày hôm nay để biết được chi tiết cụ thể. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về tổng quan ngày 22 tháng 12 âm lịch. Ngày 22 tháng 12 năm 2020 âm lịch, tức là ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021 dương lịch. Ngày này sẽ có nạp giáp là Nhâm Ngọ, nạp âm là Dương Liễu Mộc, tức là cây dương liễu. Do Ngọ và Tý chính xung, Nhâm dương thủy khắc Bình dương hỏa, Mậu dương thổ khắc Nhâm dương thủy, đây được gọi là thiên khắc địa xung, nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu với tuổi Bính Tý sinh năm 1996 và tuổi Mậu Tý sinh năm 2008. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 22 tháng 12 âm lịch. Đầu tiên là tuổi Tý. Tý dương thủy gặp Nhâm dương thủy là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ người thân, anh em của mình. Tuy nhiên trong ngày còn có hung tinh Kình Dương chủ về tai họa, thương tật chứng bệnh, cho nên gia chủ tuổi Tý cần chú ý tránh xa những lời mời nhờ vả liên quan tới phạm pháp giấy tờ. Đồng thời cũng không được đứng ra vay mượn hay ký nhận thay ai, tránh tranh cãi không đáng liên quan tới pháp luật. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và trong sự nghiệp. Chính vì thế, quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận thân Tý Thìn để hóa giải xui xẻo, thị phi bủa vây và giúp cho con đường công danh sự nghiệp tài lộc được hành thông thuận lợi. Thứ hai là tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Nhâm dương thủy là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Cho nên trong ngày này, những gia chủ tuổi Sửu cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Trong ngày có sao hàm trì chiếu tới mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Sửu. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội này để tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Bên cạnh đó còn có kim dư đóng mệnh là các tinh phú quý, cho nên trong ngày bản mệnh sẽ có được nhiều tài lộc quý nhân đến với những người tuổi Sửu. Hơn nữa, vì Tý Sửu là tương hợp nên sẽ có nhiều cơ hội hợp tác phát triển cho những người tuổi Sửu. Chính vì vậy, năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, bản mệnh nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tị Dậu Sửu để chiêu quý nhân cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, hóa giải thị phi. Thứ ba là tuổi Dần. Dần dương mộc gặp Nhâm dương thủy là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dần nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. May mắn là trong ngày còn có hai cát tinh là Tướng Tinh và Văn Xương quý nhân chiếu mệnh, đem lại may mắn trong công việc, học hành của những gia chủ tuổi Dần. Văn Xương quý nhân chủ về học hành thi cử nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được thành tích cao, công danh hanh thông. Còn Tướng Tinh là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền với quần hùng. Vì vậy mà trong ngày này, bản mệnh nên nắm bắt cơ hội để đạt được thăng tiến như mong muốn trong công việc. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh lại hợp quan ấn, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp. Cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần trong năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần Ngọ Tuất. Sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn về tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Thứ tư là tuổi Mão. Mão âm mộc gặp Nhâm dương thủy là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Mão, nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Bên cạnh đó còn có các thần thiên ất quý nhân đóng mệnh sẽ có được vinh hoa phú quý, mệnh thăng khí vượng. Hơn nữa tuổi Mão năm nay cùng thái tuế Tý Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình, các mặt vật thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao lục hại, đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Vậy nên sử dụng vòng tam giác khai vận hợt Mão Mùi để gặp hung hóa cát, chiêu quý nhân, tài lộc. Thứ năm, tuổi Thìn. Thiên dương thổ gặp nhâm dương thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thìn sẽ dễ có được tài lộc, công việc sự nghiệp cũng có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với người bạn đời. Trong ngày còn có phúc tinh giáng chiếu, cho nên bản mệnh có thể xem xét, tiến hành các công việc quan trọng, nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan tới giấy tờ. Đặc biệt, những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với thái tuế, được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không hề tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng vận quý nhân, để tận dụng cơ hội, người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận thân Tý Thìn để chiêu quý nhân tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp nhâm dương thủy là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận thị phi từ miệng mà ra. Trong ngày có sao hàm trí chiếu tới, mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Tỵ. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm một nửa của cuộc đời mình. May mắn là trong ngày còn có hai cát tinh là Thiên Ất và Thái Cực sẽ đem lại may mắn tài lộc cho gia chủ tuổi Tỵ. Thiên Ất quý nhân đóng mệnh là ngôi sao may mắn, nếu có ngôi sao này sẽ có được vinh hoa phú quý, mệnh thăng khí vượng. Còn Thái Cực là ngôi sao chủ về thông minh ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội, thể hiện tài năng nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Người tuổi Tỵ gặp năm 2020 Canh Tý, thiên can lưu niên Canh Kim là thiên tài tinh của Tỵ, thái tuế Tý Thủy là chính quan của Tỵ, cho nên tài quan người tuổi Tỵ năm nay lưỡng vượng, sự nghiệp cầu tài đều có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ Dậu Sửu để hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, được người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ dương hỏa gặp nhâm dương thủy là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Ngọ nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Trong ngày còn có tướng tinh chiếu mệnh, đây là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền với quần hùng. Vì vậy mà trong ngày này, bản mệnh nên nắm bắt cơ hội để đạt được sự thăng tiến như mong muốn trong công việc. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tý, tuổi Ngọ còn phạm phải xung thái tuế. Năm nay sẽ là một năm rất vất vả, vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp, nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triển miên. Thái tuế Tý Thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh xa rắc rối thị phi. Chính vì vậy mà trong năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận Dần Ngọ Tuất để chiêu quý nhân tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ 8, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp nhâm dương thủy là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mùi cần chú ý nhiều về vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ cần chú ý nhiều về vấn đề sức khỏe của mình. Do ngày này có nạp âm là hỏa nên bản mệnh cần chú ý nhiều về các vấn đề bệnh liên quan tới hô hấp nhiều hơn. Bên cạnh đó có các thần quốc ấn giáng chiếu, thần sát này chủ về quan vận nên những gia chủ tuổi Mùi nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được sự trợ giúp rất lớn. Đặc biệt, vận tuổi lưu truyền đến năm 2020 Canh Tý, người tuổi Mùi vì cùng thái tuế vận năm Tý có quan hệ tương hại bên trong được gọi là hại thái tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay dễ dàng gặp khó khăn trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi hãy sử dụng vòng tam giác khai vận hợi Mão Mùi đem lại may mắn, tài lộc cho cả năm. Thứ 9, tuổi Thân. Thân dương kim gặp nhâm dương thủy là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết bất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Thân cần hết sức chú ý và cẩn thận. Trong ngày Nhâm Ngọ, gia chủ tuổi Thân sẽ được cát tinh là Thái Cực chiếu mệnh, đem lại may mắn và cơ hội cho gia chủ. Đặc biệt, bước sang năm 2020, thái tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân. Vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận Thân Tý Thìn, có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân Tý Thìn. Thứ 10 là tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp nhâm dương thủy là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Dậu trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình. Trong ngày còn có sao hàn trì chiếu tới, mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Dậu. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm một nửa của cuộc đời mình. Ngoài ra, tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tý 2020, do Dậu kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tý Thủy nên còn gọi là phá thái tuế, vận thế năm nay ảm đạm, có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ vững tinh thần trách nhiệm trong công việc, lấy may giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ Dậu Sửu, cầu công việc hanh thông, mọi điều may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất xương thổ gặp nhâm xương thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tuất sẽ dễ có được tài lộc, công việc sự nghiệp cũng có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với người bạn đời. Trong ngày còn có tướng tinh chiếu mệnh là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền với quần hung. Vì vậy mà trong ngày này, bản mệnh nên nắm bắt cơ hội để đạt được sự thăng tiến như mong muốn trong công việc. Bên cạnh đó, vận trình năm 2020 của tuổi Tuất có nhiều khởi sắc, sự nghiệp tài vận có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn việc làm quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý tới sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần Mậu Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn tài lộc cho cả năm. 12. Tuổi Hợi. Hợi dương thổ gặp nhâm dương thủy là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Hợi trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Trong ngày còn có cát tinh thiên lộc đóng mệnh, đây là cát tinh sẽ đem tới tài lộc, tiền bạc và những may mắn, cho nên bản mệnh cần nắm bắt cơ hội để phát triển bản thân. Hơn nữa, những người sinh năm Hợi và năm Canh Tý 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là thiên ấn tinh, thiên ấn chủ về áp lực và phiền não. Lưu niên thái tuế là kiếp tài tinh, cũng có ý là tranh đoạt, vì vậy mà trong năm gặp nhiều chuyện không như ý. Bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận Hợi Mão Mùi để thuận lợi hơn trong ngày hôm nay, tránh xa thị phi không đáng có, giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ. Trên đây, kênh Phong Thủy Lộc Tài đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn ngày 22 tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng để tránh hung hóa cát, để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi suôn sẻ nhất. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống.